chính là trung tâm tập luyện của California Centurion. Và vì sao mà cháu muốn khoe là vì đây là một phòng tập giống như California nhưng mà được nâng cấp hơn với tiêu chuẩn 5 sao lận đó. Và rất là nhiều dịch vụ đặc biệt ở trong này. Bây giờ mà tụi mình sẽ cùng đi khám phá nha. À quên, mình lấy nước uống rồi đó. Đây là hệ thống quầy bar của Centurion. Đúng là Centurion có khác, hệ thống quầy bar nhìn cũng sang như là ở trong nhà hàng. Vì đi tập á, thì điều quan trọng nhất là tinh thần mình phải luôn thoải mái. Nên là những cái bước chân đầu tiên của mình á, mà mình đã được nâng niu như là công chúa rồi, thì bây giờ là quá trình để biến thành nữ hoàng đây. Và check in thôi. Wow. Wow. Giờ mới để ý ở đây rộng thiệt á. Và đặc biệt là cho để ý nha, ở đây thì đúng là tiêu chuẩn 5 sao nên là các dụng cụ đều đạt chuẩn mực rất đẹp. Và đặc biệt rằng đây, ví dụ như ai mà mê boxing như Châu thì sẽ phát cuồng với những cái bao tay đẹp tuyệt vời như vậy. Đẹp quá. À, đúng là Centurion có khác. Thật là ganh tị. Bây giờ là vô khu yoga. Lên lầu coi tiếp ha. Kelly thì luôn nổi tiếng là một dàn hệ thống máy tập gọi là đạt chuẩn quốc tế, và đặc biệt là nhìn rất là hùng hậu. Mình tập có bạn bè chung cũng rất là vui. Đây là máy chạy bộ. Và điều cháu thích nhất là view hồ bơi ở ngoài kia. Nhìn rất là đã và kiểu cảm giác rất là thư giãn luôn á. Khi mà mình chạy xong mình nhìn ở ngoài kia là view rất là hiện đại của Sài Gòn mình. Và đầu này là hồ bơi nhìn rất là thư thái. Họ cảm thấy mình đang tưởng tượng như là phim ngôn tình vậy đó. Thôi đi tập tiếp thôi. Và đây, ủa cái gì lại vậy ta? Thế ra đây là máy chạy xe đạp. Mình cũng chạy thử. Máy này á không phải đơn giản là máy chạy xe đạp, mà khi mình chạy á, máy này có tên là AirPie, có nghĩa là khi mà mình chạy á là sẽ tạo nên sức gió mát, gió bay tóc như là MV ha. MV để tóc bay. À, ở đây là phòng tập xe đạp và ở đây là phòng Group X là để tập các bài tập. Thôi chắc là mình sẽ đi xuống dưới để tìm hiểu thêm. Ta-da! Và ngay sau lưng Châu đây là khu của các dụng cụ mà tập chuyên về các nhóm cơ để tạo cho mình một thân hình hoàn hảo hơn, như là 6 múi, 8 múi, 10 múi gì đó. Và nói chung rằng là ở đây thì luôn là như vậy. California luôn là những máy móc, dụng cụ rất là chuyên nghiệp, rất là cao cấp. Và đặc biệt rằng là ở Centurion thì còn đạt chuẩn 5 sao nữa. Các bạn cùng nhìn một vòng nha. Cho được biết rằng là ở California Centurion sẽ có một cái dịch vụ đó là PT Concert. Tức là khi mà bạn khách đến tập và mình không hề yêu cầu PT trước nha, mình chỉ đến mình tập thôi. Và sau khi mà mình suy nghĩ là mình cần PT ngày hôm nay thì cho sẽ yêu cầu PT với lại reception, và reception sẽ kêu PT cho mình và có mặt trong vòng 5 phút. Nếu mà quá thời gian đó thì mình sẽ được free cái session ngày hôm nay luôn. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử làm thử thách này đối với Centurion nha. Em muốn thử cái PT Concert, tức là em muốn làm đặt PT á, chị gọi PT giúp em được không? Ok, bắt đầu. Mười giây rồi, thua rồi, free rồi, 10 giây rồi. Mười lăm hả? Ủa nói 5 phút mà sao 15 giây đã xuất hiện vậy? Yeah, ok, chào anh. Rồi vậy là Centurion đã quá xuất sắc trong cái việc mà gọi PT chưa tới 5 phút. Vậy thì bây giờ mình đã có PT rồi, đi tập thôi.
vậy là đã hoàn thành một buổi tập luyện của Châu. Đây khác với các buổi bình thường vì đây là một hôm mà Châu được trải nghiệm tại California Centurion. Và những cái điều mà Châu cảm thấy là đầu tiên là về dịch vụ thì rất là tuyệt vời, view rất là đẹp và đặc biệt là các dụng cụ thì đều đạt tiêu chuẩn 5 sao và rất là cao cấp. Các bạn thì thấy như thế nào? Các bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm dịch vụ 5 sao của California Centurion giống như Châu chưa? Hãy cùng đến với California Centurion nha. Hẹn gặp lại các bạn tại đây. Bye bye.